Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần thiết sửa đổi luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong 6 năm triển khai thực hiện luật. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, Ủy ban Thường vụ lưu ý dự thảo cần được tiếp thu, chỉnh sửa, tránh chồng chéo, tránh tạo cách hiểu khác nhau và mâu thuẫn với các luật khác, đặc biệt là các luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật hình sự, luật xuất nhập khẩu, luật doanh nghiệp, luật hóa chất. Về phạm vi điều chỉnh, các đại biểu đề nghị dự luật tiếp tục bổ sung quy định đầy đủ về hoạt động sản xuất kinh doanh, trang bị, quản lý, sử dụng, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, cũng như quy định tách biệt nội dung, giải thích rõ thuật ngữ vũ khí thô sơ và vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. Nhất trí hồ sơ dự án luật chính phủ trình đã bảo đảm tuân thủ quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật và được chuẩn bị công phu và nghiêm túc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí dự án luật đủ điều kiện trình và thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, Australia vẫn luôn được nhìn nhận là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam, nhất là từ khi một loạt hiệp định thương mại song phương và đa phương được thực thi. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Australia đã bùng nổ khi tăng gấp đôi trong thập niên vừa qua. Đáng chú ý là các mặt hàng nông sản, sản xuất, xuất khẩu thế mạnh của nước ta với kim ngạch tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường này lên đến 3 con số ngay từ đầu năm 2024 và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Thời gian qua, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên thành đối tác chiến lược toàn diện là tiền đề quan trọng nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn. Hiện vùng lãnh thổ Bắc Úc là bang có diện tích đứng thứ ba và là cửa ngõ giao thương gần nhất của Liên bang Úc với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và ASEAN, nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển, thế mạnh cũng như sự tương đồng và tính bổ trợ rất tốt với Việt Nam. Đầu tư giữa Việt Nam sang Australia, trong đó thì có đầu tư sang Sydney, sang Melbourne, sang các địa phương khác và sang cả cái Bắc Úc, là nơi mà chúng tôi cho rằng là có thể làm bước đột phá rất tốt để chúng ta có thể mở ra một chương mới khi mà hợp tác với các quốc gia khác, tìm một cái ngách để mà có thể là làm đột phá chiến lược trong quan hệ giữa hai nước. Theo các chuyên gia, tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc là rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo nghề, nhằm xuất khẩu lao động Việt Nam có tay nghề cao sang Bắc Úc, nông nghiệp, nhất là chăn nuôi và chế biến thịt, logistics, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng, phát triển các dự án năng lượng mặt trời. Bắc Úc là một cái vùng mà trong những thập niên tới là phát triển rất mạnh, vì nó nằm trong một cái thế chiến lược là trung tâm của Đông Nam Á với Sydney, Melbourne. Hiện hợp tác giao thương kinh doanh và đầu tư với vùng Bắc Úc còn khá nhạt nhòa, chưa tương ứng tiềm năng. Thời gian tới, hai nước sẽ đẩy mạnh hoàn thiện chiến lược hợp tác đầu tư Việt Nam-Bắc Úc, đề ra phương pháp tiếp cận với mô hình thí điểm hợp tác đầu tư theo chuỗi cung ứng, có nhiều đối tác là các doanh nghiệp xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam tham gia vào những mắt xích của thị trường Bắc Úc, tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch đó là dự kiến nhập khẩu điện khoảng 5.000 MW từ Lào có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào. Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định chủ trương nhập khẩu và phương án lưới điện đấu nối đồng bộ đối với từng dự án cụ thể. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố danh mục cảng cạn Việt Nam với 14 cảng cạn, trong đó bổ sung 3 cảng cạn tại tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng. Danh mục 3 cảng cạn gồm cảng cạn Thạnh Phước nằm tại vị trí số 207, đường tỉnh 747A, tổ 1, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
với chủ đầu tư là công ty cổ phần cảng Thạnh Phước. Cảng cạn Phú Mỹ giai đoạn 1 nằm tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, với chủ đầu tư là công ty cổ phần cảng Thạnh Phước. Cảng cạn Nam Đình Vũ giai đoạn 1 thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, với chủ đầu tư là công ty cổ phần ICD Nam Đình Vũ. Hai dự án cao tốc Cam lộ La Sơn và La Sơn Hòa Liên dự kiến được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe trong năm nay, tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng. Điểm thuận lợi là hai dự án Cam lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên đã được giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m trong giai đoạn 1, do đó thời gian thi công chỉ khoảng 2 năm. Theo tính toán, cả hai cao tốc đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2028, sau đó phải nâng cấp lên 4 làn xe. Tuy nhiên, do không thu phí, hiện phần lớn xe tải nặng và xe container đã bỏ quốc lộ 1 để đi vào cao tốc, khiến tuyến đường này gần mãn tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, năm 2023, ngành nông nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Đáng chú ý, toàn ngành tăng trưởng 3,83%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phát triển với các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3 đến 3,5%. 3 tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá, năng suất sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung của kinh tế cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 13,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Toàn ngành nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 3,36 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 96,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay Bộ Nông nghiệp sẽ phấn đấu về đích mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ để nông nghiệp vẫn sẽ là bệ đỡ của nền kinh tế. Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, từ hôm qua, các ngân hàng rầm rộ công khai lãi suất cho vay bình quân tháng 3. Lãi suất cho vay bình quân thấp nhất là 6,3%, cao nhất gần 10% một năm. Phần lớn ngân hàng đều đã công bố 3 chỉ tiêu quan trọng là lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất huy động cho vay hoặc lãi suất huy động bình quân. Lãi suất cụ thể tùy từng nhóm khách hàng, trong đó khách hàng doanh nghiệp thường được hưởng lãi suất thấp hơn. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại nhà nước có mức chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi ở mức thấp hơn so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Các ngân hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố, giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố, chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng nếu có. Tổng cục Thuế vừa cho biết tính đến ngày 31 tháng 3, toàn quốc đã có 15.925 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 99,94% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Như vậy, vẫn còn 10 cửa hàng chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng là do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa chưa thực hiện, chiếm 0,06%. Cũng so với thời điểm công bố trước đây, hiện có một số cửa hàng đã bị đóng cửa hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.